Hoàng tử Harry kể chi tiết nguyên nhân rạn nứt tình anh em với hoàng tử William. Những tập tiếp theo của series tài liệu gây tranh cãi Harry and Meghan đã chính thức ra mắt vào hôm qua. Ngay sau khi phát sóng, những tuyên bố của hoàng tử Harry về mối quan hệ giữa anh và anh trai hoàng tử William đã khiến truyền thông bùng nổ. Cụ thể, hoàng tử Harry kể lại rằng các thành viên Hoàng gia Anh đã có một buổi họp mặt cùng nữ hoàng Elizabeth II tại nhà riêng Sandringham sau khi vợ chồng Harry Meghan quyết định rời khỏi Anh. Mọi chuyện trở nên vô cùng căng thẳng và tất cả đều bênh vực William. Chuyện này thật sự kinh hoàng, anh trai tôi liên tục hét lên và mắng mỏ tôi, bố tôi thì nói những câu chuyện thậm chí còn không đúng sự thật và bà thì chỉ yên lặng lắng nghe, Harry khẳng định trong bộ phim tài liệu. Sau cuộc họp, tôi được nói rằng hoàng gia đã đưa ra tuyên bố chung trên tên của tôi và William nhằm bác bỏ câu chuyện về việc anh trai tôi đã bắt nạt chúng tôi khiến chúng tôi phải rời khỏi gia đình. Harry tiếp tục, tôi không thể tin nổi điều này, không một ai xin phép tôi khi đưa tôi vào tuyên bố chung như vậy. Tôi gọi cho vợ Meghan và cô ấy bật khóc. Chỉ trong 4 tiếng, họ vui vẻ nói dối để bảo vệ anh trai tôi. Vậy mà trong suốt 3 năm, họ không bao giờ sẵn sàng nói ra sự thật để bảo vệ tôi. Cũng trong 3 tập tiếp theo của series phim tài liệu này, hoàng tử Harry cáo buộc rằng vua Charles và hoàng tử William đã bí mật tiết lộ những câu chuyện của vợ chồng anh cho giới truyền thông. Điều khiến Harry tổn thương hơn cả là anh và William từng thề với nhau sẽ không bao giờ thực hiện hành vi mua bán những câu chuyện này cho báo chí. Tuy nhiên, Harry khẳng định William đã thất hứa và đây là lý do dẫn tới hai anh em không còn thân thiết. Cuối cùng, hoàng tử Harry kết luận, tôi đã phải chấp nhận thực tế là có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ nhận được một lời xin lỗi thực sự từ gia đình mình. Ở thời điểm hiện tại, series tài liệu của cặp vợ chồng Harry Meghan đang nhận về nhiều phản ứng tiêu cực của khán giả. Thậm chí, sau 3 tập đầu tiên, cặp đôi bị gọi là những người đạo đức giả. Meghan bị chỉ trích vì cường điệu hóa hành động cúi chào nữ hoàng. Việc Meghan Markle tái hiện cách cúi chào khi gặp nữ hoàng lần đầu tiên trong phim tài liệu Netflix bị chuyên gia chỉ trích là có một sự chế giễu và đáng xấu hổ. Trong phần đầu phim tài liệu Harry and Meghan gồm 3 tập được chiếu trên Netflix sáng mùng 8 tháng 12. Công tước và nữ công tước xứ Sussex chia sẻ về những ngày đầu mới hẹn hò. Trong đó, Harry tiết lộ việc Meghan được giới thiệu với bà nội, cố nữ hoàng Elizabeth II là một cú sốc với cả hệ thống hoàng gia. Không có một khoảnh khắc quan trọng nào tôi được thông báo, bây giờ em sắp được gặp bà nội của anh rồi. Tôi chỉ biết khoảnh khắc ấy sẽ đến ít giây trước đó, Meghan kể. Cựu diễn viên Mỹ sau đó vừa mô phỏng lại hành động cúi chào vụng về và có phần quá cường điệu, vừa cười khúc khích nói hân hạnh gặp bà thưa nữ hoàng đáng kính. Harry lúc này ngồi cạnh vợ, vẻ mặt có vẻ lạnh lùng. Chuyên gia hoàng gia Gareth Brander gọi cái cúi chào cường điệu của Meghan là đáng xấu hổ. Thật đáng xấu hổ bởi đó là sự chế nhạo và không có một ai cúi chào nữ hoàng như thế, cũng không ai khuyên cô ấy làm như thế. Hoàng tử Harry luôn nói anh dành sự yêu quý, kính trọng to lớn với bà mình, cũng thừa nhận bà đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời anh. Harry thường nói bà là nữ hoàng và sĩ quan chỉ huy đầu tiên. Anh ấy biết rằng cúi chào là một cái gật đầu ngắn và hành động khuỵu gối là thể hiện sự tôn trọng đối với người cầm quyền, trong trường hợp này là nữ hoàng, một quý bà ngoài 90 tuổi được tôn trọng vì đã phụng sự cả cuộc đời. Hành động chế nhạo kiểu này thật không thoải mái, nhưng đó là sự khác biệt về văn hóa. Nó giống như bạn sẽ cúi chào nếu bạn đang đóng vai Bạch Tuyết. Trong phim, Meghan cũng tiết lộ cô thấy tính nghi thức ở Hoàng gia Anh thật đáng ngạc nhiên, đồng thời chia sẻ cuộc gặp gỡ khó xử với hoàng tử William và Kate, hiện là thân vương và vương phi xứ Wales. Tôi gặp William và Kate lần đầu khi cả hai đến nhà tôi dùng bữa tối. Tôi nhớ hôm ấy mình đã mặc quần jean rách và đi trần đất. Tôi là người chủ động ôm vì tôi thích ôm người khác. Tôi không nhận ra điều đó thực sự gây khó chịu cho rất nhiều người Anh. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng sự trang trọng bên ngoài cũng tương ứng với bên trong. Khi đóng cửa lại, bạn thường nghĩ, được rồi, giờ có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự trang trọng này nó có ở cả hai bên và điều đó làm tôi bất ngờ, Meghan chia sẻ. Harry so sánh lòng trắc ẩn, sự ấm áp của Meghan với công nương Diana. Hoàng tử Harry tiếp tục khen vợ có nhiều điểm tương đồng với người mẹ quá cố, bao gồm lòng trắc ẩn, sự tự tin trong phim tài liệu Netflix. Có rất nhiều điểm tính cách ở Meghan giống mẹ tôi, Harry nói trong tập đầu series phim tài liệu gồm 6 phần Harry and Meghan được chiếu hôm qua. Cô ấy cũng có lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và sự tự tin như thế, cả sự ấm áp nữa. Trong tập này, hoàng tử 38 tuổi liên tục chỉ trích báo chí vì gây phiền toái suốt cuộc đời mình. Anh cũng bày tỏ những lo lắng sâu sắc rằng Meghan sẽ phải chịu số phận như mẹ quá cố, người qua đời vì tai nạn xe hơi lúc cố gắng thoát khỏi cánh paparazzi năm 1997. Tôi rất sợ cô ấy sẽ bị truyền thông săn đuổi, Harry thừa nhận. Đây không phải lần đầu tiên Harry nêu ra những điểm tương đồng giữa mẹ Diana và vợ Meghan Markle. Điều tôi hối tiếc nhất là đã không thể hiện lập trường sớm hơn khi mối quan hệ của chúng tôi mới bắt đầu và khi tôi lên tiếng chỉ trích sự phân biệt chủng tộc, Harry từng nói trên chương trình The Music của Apple TV. Lịch sử đang lặp lại, mẹ tôi từng bị săn đuổi đến chết khi đang tìm hiểu một người không phải da trắng và bây giờ hãy nhìn xem những gì vừa xảy ra, Harry nói. Bạn muốn nói về việc lịch sử lặp lại nhưng họ sẽ không dừng lại cho tới khi Meghan chết. Việc có thể mất đi một người phụ nữ khác trong đời tôi là điều vô cùng kích động. Harry, người sẽ ra mắt hồi ký Sharp vào tháng 1, còn tin người vợ cựu diễn viên của anh giống cố công nương Diana theo nhiều cách khác. Năm 2017, công tước xứ Sussex từng háo hức giới thiệu Meghan với hai chị gái của mẹ là nữ làm tiếc Jane Fowler và phu nhân Sarah Marcus, người bạn thân cố công nương bà Julie Sharp. Harry cho rằng gia đình và bạn bè Diana sẽ nhận thấy sự giống nhau giữa công nương và vị hôn thê của mình. Tuy nhiên, anh ấy đã bị thất vọng, không một ai đồng tình rằng người mẹ dễ tổn thương của anh có điểm tương đồng với bạn gái anh. Hơn nữa, họ còn cho rằng cô ấy không phù hợp với hoàng gia Anh. Tuy nhiên, cả Diana và Meghan đều phải vật lộn dưới sự ràng buộc của hoàng gia và cả hai đều từng có ý định tự tử. Trong cuốn Diana, Her True Story in Her Hour, tác giả Andrew Morton từng viết cựu vương phi xứ Wales đã định tự tử 5 lần. Bản thân Meghan cũng chia sẻ về điều này và vấn đề sức khỏe tinh thần mà cô phải chịu đựng trước khi rút khỏi hoàng gia, chuyển sang Mỹ sinh sống năm 2020. Khi đó, tôi chỉ không muốn sống nữa, Meghan tác động thừa nhận trong cuộc phỏng vấn gây sốc của vợ chồng cô với Oprah Winfrey tháng 3 2021.